Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Kho Đồ Chơi. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái video này để chia sẻ với anh em và trả lời cái câu hỏi này cho anh em nhé. Là khi mà cái mạch zin của cái chiếc xe WPL D12 này mà nó hỏng ấy, thì mình mua một cái mạch zin khác hay là mình thay một cái mạch zin khác từ một cái chiếc xe khác sang thì nó có hoạt động bình thường hay không? Thì ngay bây giờ mình sẽ làm cái thao tác là thay một cái mạch zin của WPL D12 sang một cái chiếc xe nguyên bản. Chúng ta cùng xem là nó có hoạt động hay không nhá. Ok, trước mặt mình đây là một chiếc xe WPL D12. Thì cái chiếc xe này là chiếc xe của mình đang sử dụng và nó vẫn đang sử dụng mạch zin nhá. Đó, mạch zin của nó thì vẫn hoạt động. Đây, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn, trước khi mà mình tháo cái chiếc xe này ra thì mình sẽ thử cho các bạn xem trước, xem là nó còn hoạt động hay không. Đó, đây, đèn đóm vẫn còn sáng trưng luôn. Đó, đấy, các bạn thấy không, nó vẫn hoạt động bình thường nhá. Còn đánh lái đây. Đó, cái này là cái tình trạng này là hiện tượng mà lắc này là nó là do cái con servo các bạn nhá. Đó, thì khi mà nó bị như này thì chúng ta tác động một lực vào cái con servo là được. Đó, bây giờ mình sẽ thay một cái mạch zin khác. Đây là một cái mạch zin của WPL D12. Bây giờ mình sẽ thay nó vào cái mạch của cái chiếc xe này, xem là nó có sử dụng được với cái tay điều khiển zin hay không. Đó, đây là cái tay điều khiển theo xe này. Mình sẽ làm cho các bạn xem là các bạn cảm thấy yên tâm luôn. Đây, các bạn nhìn này, trên cái mạch zin nó sẽ có như thế này. Đây là ký hiệu là M1, là mình sẽ cắm motor vào đây này. Ký hiệu cái này là PWR, nó là chỗ để cắm nguồn nhá, power đấy. Cái này là mình có ký hiệu là chữ SW, nó sẽ là để cắm cái công tắc switch. Cái ba cái chân này thì mình sẽ cắm servo, thì cái chân bên trong này nó là chân tín hiệu này. Đó, còn cái rắc này nó là cái rắc cấp nguồn cho một cái mạch đèn. Tuy nhiên là cái mạch đèn này thì nó không đi kèm theo xe, nó là cái phần mở rộng. Đây là cái chân cắm nguồn cho cái đèn pha của cái chiếc xe này. Đó, chỉ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ còn cái này là dây anten các bạn nhé. Nhiều bạn mới chơi thì có thể là khi mà tháo xe ra nhìn thấy một cái cọng dây nó đứt như thế này, nó cụt như này, thì tưởng là mình đã làm vô tình mình làm đứt cái dây gì đó rồi. Tuy nhiên là đây là dây anten nên là nó sẽ để nguyên như này thôi. Thì các bạn chú ý nó sẽ có chữ ANT này, nó là chữ anten nhé, viết tắt của chữ anten. Đó, nó là dây anten để thu phát tín hiệu từ cái tay điều khiển. Đó, thì chúng ta cứ để nguyên nó thôi, nó không phải là cái mà chúng ta bị cắt nhầm đâu. Bây giờ mình sẽ tháo cái xe này ra. Bây giờ mình sẽ tháo cái phần cabin ra để mình tháo cái mạch ra. Để tháo được cabin ra thì chúng ta chỉ cần tháo hai con ốc ở đây thôi. Đây này, hai con ốc ở hai vị trí này này. Đó là chúng ta có thể tháo ra được rồi. Rất đơn giản, cái chiếc xe này tháo rất dễ dàng. Đây, mình giữ tay vào cái nẫy này, mình đẩy ra một chút, có thể tháo ra được. Đó, khi mà mình tháo ra thì nó sẽ có cái dây cắm nguồn này. Dây này là dây cắm đèn các bạn nhé, dây cắm đèn LED này. Bên này cũng là cắm đèn LED này. Cái cắm đèn này là cái cắm đèn đèn nóc này. Đây, cái này là phần mình cắm thêm. Đó, đây là cái mạch của WPL đây. Đây, các bạn nhìn xem. Cái mạch zin của nó đây. Có chữ WPL đây. Ở trên này nó có cả ngày sản xuất luôn, tức là ngày 17 tháng 7 năm 2020. Đó, bây giờ mình sẽ tháo cái mạch zin ra. Rất đơn giản, chỉ có 3 con ốc là chúng ta có thể tháo được ra rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ rút rắc ra nhé, rút các cái rắc cắm này ra. Rồi, đây là cái mạch zin theo xe nhá, nó vẫn còn đang sử dụng tốt. Bây giờ mình tháo ra và mình sẽ thay cái mạch zin của WPL khác vào. Đây, mạch zin theo xe nó khác một chút nhé. Đây, cái lô hàng khác nhau, nó cũng thiết kế khác nhau này, các bạn nhìn này.
Đây là lô hàng sản xuất theo xe, được sản xuất vào 17 tháng 7 năm 2020. Cái này là sản xuất ngày mùng 3 tháng 12 năm 2020, tức là cái lô hàng này sản xuất xong vào tháng 12. Nhìn trông nó ký hiệu nó khác, cái cơ bản thì nó cũng chẳng khác nhau gì. Mặt trước đây có khác nhau nhé các bạn nhé. Đây, các cái linh kiện nó cũng hơi khác nhau một chút. Đó, cách bố trí linh kiện nó cũng khác nhau một chút. Đây này, các bạn nhìn này. Đây, con này nó nằm ở đây, con này nằm ở đây. Cái mạch này thì nó có thêm cái cục này. Cách sắp xếp thì nó hơi khác nhau một chút nhé. Tuy nhiên là cái vị trí chân cắm thì nó cũng giống nhau thôi. Vị trí chân cắm thì giống nhau. Còn cách sắp xếp linh kiện ở trên mạch nó khác nhau. Đây này, nó khác nhau cái này này. Cái này là XX318R, còn cái này là 339R. Đó, 339R. Rồi, đây là mạch mới này. Còn bỏ mạch cũ ra rồi. Cái này nó là chân cắm motor. Mình sẽ cắm vào đây. Cái này nó là chân cắm nguồn nhá. Cắm nguồn sẽ cắm vào đây. Power. Đó, cái này là công tắc này, tắc mình cắm vào đây. Đây, servo thì mình cắm vào cái chân này. Chân tín hiệu nằm bên trong. Đó, như vậy là mình đã cắm xong. Bây giờ mình chỉ cần cắm thêm đèn vào nữa thôi. Đây, đèn mình sẽ cắm ra này. Cắm nốt cả cái đèn OLED vào. Rồi, như vậy mình đã cắm xong nhá. Rồi mình sẽ thử cho các bạn xem là nó có hoạt động bình thường không. Ok, bật công tắc lên này. Đó, nó vẫn lên bình thường nhá. Bây giờ mình phải thử với cả cái tay điều khiển xem là nó có nhận được không. Đó, khi mình bật tay điều khiển lên là nó nhận tín hiệu ngay. Khi mà nhận tín hiệu thì đèn nó sẽ không chớp. Đây là vị, đây các bạn nhá. Mình tắt đi này. Khi mà các bạn bật cái xe lên đúng không ạ, mà chưa bật tay điều khiển hoặc là chưa nhận tín hiệu từ tay điều khiển, nó chưa nhận được tín hiệu từ tay điều khiển thì đèn nó sẽ chớp như thế này. Đó, khi nào mà nó nhận được tín hiệu từ tay điều khiển thì đèn này nó sẽ dừng chớp các bạn nhé. Đây, bây giờ mình bật tay điều khiển lên này. Đó, khi nó nhận được tín hiệu nó sẽ dừng chớp. Hoặc là khi mình tắt đi nhá, mình bật cái tay điều khiển trước mà mình chưa bật cái xe lên thì cái tay điều khiển nó cũng chớp đèn như thế này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, cái tay điều khiển nó cũng sẽ chớp đèn tín hiệu như thế này. Và khi mà mình bật xe lên và nếu nó nhận được tín hiệu thì đèn nó sẽ dừng lại, nó sẽ dừng chớp. Còn trong trường hợp nếu mà tay mà nó không nhận cái mạch này, hoặc là mạch không nhận tay, hoặc là vì lý do nào đó mà nó không nhận tín hiệu nữa, nó lỗi chẳng hạn, nó không nhận tín hiệu nữa thì một trong hai cái đèn này nó sẽ chớp. Đó, thì cái đó là cái dấu hiệu để nhận biết là khi mà mạch và tay điều khiển nó không nhận tín hiệu. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Lúc nãy mình xoay vô lăng vài cái mình không thấy cái servo rung nữa thì mình cứ nghĩ rằng là thay cái mạch khác thì nó ok. Mình nghĩ rằng là cái lỗi đó là do mạch nhưng mà không phải. Xoay vài cái thì nó lại vẫn lắc như con rồ này. Cái này thì mình nghĩ nó là cái lỗi của servo thôi. Trước đây thì Lê Dũng cũng đã tìm ra một cái cách để khắc phục cái tình trạng này. Tuy nhiên là phải tháo con servo ra và xử lý nó hơi phức tạp một chút. Nên là mình cũng chưa có nhiều thời gian để có thể làm thử. Mình sẽ thử cái cách làm đó. Nếu mà nó hiệu quả thì mình sẽ ra một cái video để hướng dẫn cho anh em, để anh em có thể khắc phục được cái tình trạng này một cách dễ dàng và không phải tốn thêm chi phí. Còn ví dụ mình thử mà nó không có hiệu quả hoặc là nó không triệt để thì thôi, anh em sẽ thay cái servo khác cho nó nhanh. Ok, bây giờ mình thử servo lái thôi. Đây này. Đó. Thì hoạt động bình thường. Rồi mình thử đến đây, ga cũng ok nhá. Mình thử cái chức năng ga nhanh chậm xem nào. Đấy, nhanh hơn này. Ấn vào đây. Ok. Bây giờ mình thử cả cái chức năng mở rộng góc lái của servo nhé. Đây này.
ấn vào đây này, đó nó mở rộng hơn, đúng không? Thu hẹp lại này, đó. Đó, ok mà. Hy vọng là với cái video này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm khi mà quyết định mua cái mạch zin này. Khi mà cái mạch xe của chúng ta bị hỏng thì chúng ta cũng có thể mua cái mạch zin này về để thay cho cái mạch cũ, và chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng nó một cách bình thường với cái loại tay khiển zin này. Đó. Kể cả cái tay khiển này nếu mà anh em bị hỏng, anh em có thể mua lại của người khác hoặc là mua mới, chúng ta có thể sử dụng với cái mạch zin này đều bình thường, miễn là nó là cái mạch sử dụng cho WPLD12. Ok, như vậy là mình đã kết thúc cái phần chia sẻ. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi hết cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.